Đây là chương trình phát thanh tin lành, tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính chào quý vị thính giả. Trước hết, chúng tôi có lời hoan nghênh trân trọng đến quý vị đã dành thời giờ đón nghe chương trình phát thanh tin lành do Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần. Trong câu chuyện mở đầu phát thanh hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị vài nét của bài thánh ca Ngài Dìu Dắt Tôi, nhà của William Bradbury, phổ thơ của Joseph Gilmore. Trong phần tiểu sử của bài thánh ca này có ghi lại rằng tòa nhà giáo hội Baptist đầu tiên ở góc Tây Bắc hay đường Broad và Arch của thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ đang bị hạ xuống để dành chỗ cho một tòa nhà hiện đại hơn dùng làm văn phòng của công ty Liên Hiệp Cải Thiện Khí Đốt. Trong lúc đứng nhìn ngôi nhà thờ cũ bị kéo xuống, một mục sư đã nói với một nhân viên của công ty khí đốt rằng: "Thưa ông, tòa nhà cũ kỹ ấy đã có một lịch sử rất đặc biệt. Đó là một bài thánh ca tuyệt diệu, bài Ngài Dìu Dắt Tôi đã được sáng tác tại đây. Khi tòa nhà mới được dựng xong, người ta đã đúc một tấm bản đồng để tưởng nhớ tác giả và dịp tiện tạo cảm hứng để ông sáng tác bài thánh ca nổi tiếng này. Tấm bản đồng có ghi rằng: Ngài Dìu Dắt Tôi. Bài thánh ca mà cả thế giới đã và đang hát cho đến ngày hôm nay được sáng tác bởi mục sư Joseph Gilmore. Trong lúc được mời làm diễn giả trong một tuần lễ bồi linh vào tháng 3 năm 1862, diễn giả đã dùng lời Chúa để trấn an và đem lại niềm hy vọng cho người nghe trong những ngày tháng của cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Ông cảm động Thi Thiên 23 rằng: "Chúa dẫn dắt tôi đến mấy nước bình tĩnh, Ngài đưa tôi vào các lối công bình." Và đề tài này cứ đeo đuổi ông cho đến khi ông ghi ra những dòng thơ rằng: "Chúa dìu dắt tôi, ôi ý nghĩa phước hạnh biết bao, ôi những lời tràn đầy niềm an ủi thiên thượng. Ở đâu, làm gì, tay Chúa vẫn cứ dẫn dắt tôi." Và những vần thơ này đã đến tay của William Bradbury. Kẻ nhạc, người thơ, Đức Chúa Trời đã dùng cả hai để đem lại niềm an ủi, khích lệ cho biết bao nhiêu người cho đến ngày hôm nay qua bài thánh ca Ngài Dìu Dắt Tôi. Sau đây kính mời quý thính giả đón nghe bài thánh ca Ngài Dìu Dắt Tôi, nhạc của William Bradbury, phổ thơ của Joseph Gilmore. Đường lối của tôi.
dạy con, bài 1/2. Tình thương đối với con cái. Trước hết, chúng tôi xin nói về vấn đề tình thương cha mẹ dành cho con. Để giữa cha mẹ và con cái có mối quan hệ thân thương gần gũi, cha mẹ cần thương con và biểu lộ tình thương đó cách cụ thể. Con em chúng ta, dù trong tuổi nào, cũng cần tình thương của cha mẹ. Sau nhiều nghiên cứu và thí nghiệm, người ta thấy rằng những đứa bé sống thiếu tình thương sẽ không phát triển bình thường về mặt thể xác, tình cảm cũng như về tinh thần. Có lẽ quý vị nghĩ con cần tình thương của cha mẹ. Điều đó dễ quá, vì cha mẹ nào mà không thương con? Những đứa con mình mang nặng đẻ đau, ôm ấp nuôi nấng từ khi còn trong trứng nước mà không thương sao được? Dĩ nhiên là cha mẹ nào cũng thương con. Đó là tình cảm tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng người, cũng như trong những loài vật khác. Nhưng chúng ta thương con như thế nào, thương với tình thương gì, là điều rất quan trọng. Nếu con em chúng ta sống trong sự thiếu thốn, thiếu tình thương yêu của cha mẹ, hoặc được cha mẹ thương yêu không đúng, các em sẽ có những kỷ niệm không đẹp hay những ảnh hưởng tai hại trong cuộc đời sau này. Chúng ta có thể thương con bằng những tình thương đem lại thiệt hại cho con mà chúng ta không ngờ. Chẳng hạn như thương con bằng tình thương ích kỷ, bằng tình thương có điều kiện, tình thương không công bằng, hoặc thương con với tình thương âm thầm, che giấu, thương mà không bao giờ bày tỏ ra. Tất cả những tình thương đó đều có thể để lại những ảnh hưởng không tốt trên đời sống con. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta nhiều trường hợp cha mẹ yêu thương con không đúng cách và đã để lại những ảnh hưởng tai hại trong đời sống con. Một ví dụ điển hình là trường hợp của gia đình ông Isaac và bà Rebecca. Ông bà Isaac thương con, nhưng thương không đồng đều. Hai vợ chồng chỉ có hai đứa con trai, lại là hai đứa sinh đôi. Thế mà mỗi người thương một đứa. Người cha thương đứa lớn, còn bà mẹ thương đứa nhỏ. Không những thương con không đồng đều, ông bà còn thương con với tình thương có điều kiện. Kinh Thánh cho biết đứa con lớn là thợ săn giỏi, nên được cha yêu vì ông thích ăn thịt rừng. Còn bà mẹ thương đứa con nhỏ vì đứa đó hiền lành, thường ở nhà, quanh quẩn bên mẹ, chứ không có tính phiêu lưu như người anh. Người cha thương đứa con lớn vì đứa con lớn cung cấp cho ông điều ông thích. Có lẽ người cha cũng thương đứa lớn hơn vì đứa đó mạnh mẽ, tự lập, hoặc vì giống tính cha, thích sống ngoài trời, thích phiêu lưu đây đó. Cha con có cùng sở thích nên có thể nói chuyện với nhau và vì thế gần nhau. Đứa con nhỏ thì ngược lại, yếu đuối, hiền lành và nhút nhát nên không thích đi ra ngoài phiêu lưu, săn bắn mà chỉ quanh quẩn trong nhà với mẹ, giúp mẹ làm việc nhà. Vì ở gần mẹ, giúp mẹ
nên mẹ thương. Đó là điều tự nhiên. Một vị mục sư nọ nói rằng, có thể vì thấy chồng quan tâm và yêu thương đứa con lớn một cách rõ ràng, không che giấu, nên bà vợ thương đứa con nhỏ để bù đắp lại cho con. Cũng có thể vì thấy đứa con lớn mạnh mẽ, có thể tự chống chọi với đời, còn đứa nhỏ rụt rè, yếu đuối, xa đời dễ bị thiệt thòi, nên bà mẹ gần gũi hơn và bảo bọc con nhiều hơn. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, tình thương ông bà Isaac dành cho con là tình thương thiên vị và có điều kiện. Ông bà không yêu thương các con đồng đều và yêu thương con vì con làm điều mình ưa thích hay làm cho mình vui lòng. Các con của chúng ta, dù do cùng một cha mẹ sinh ra, không bao giờ giống nhau hoàn toàn. Dù chỉ có hai đứa, hoặc có ba bốn đứa con, mỗi đứa luôn luôn có một tính khác nhau. Vì tính tình, khả năng, sở thích của mỗi đứa con khác nhau, cha mẹ sẽ đi đến chỗ thích đứa này hơn đứa kia, hoặc gần gũi, yêu thương đứa này hơn đứa nọ. Đây là điều tự nhiên, nhưng là điều không tốt. Vì thế chúng ta cần quan tâm, sửa đổi để không để lại ảnh hưởng không tốt trong đời sống con. Khi thương con với tình thương có điều kiện, là chúng ta dạy con rằng, con phải gia công, cố gắng, phải làm điều gì đó mới chinh phục được tình cảm của cha mẹ và mới được cha mẹ yêu thương. Điều tội nghiệp cho những đứa con sống trong tình thương có điều kiện là các em không cảm thấy mình được cha mẹ chấp nhận và không thấy có gì bảo đảm trong tình thương của cha mẹ. Các em biết là khi nào các em không làm được điều mà cha mẹ trông mong hay ưa thích, thì cha mẹ cũng sẽ không thương các em nữa. Những đứa con sống trong tình thương có điều kiện thường phải luôn luôn cố gắng làm điều này, điều kia để tiếp tục được cha mẹ yêu thương và chấp nhận. Khi ra đời, các em cũng sống với tinh thần đó, tức là lúc nào cũng phải cố gắng làm vừa lòng mọi người. Có khi cố gắng quá sức mình để được người chung quanh chấp nhận. Thương con không đồng đều, còn đưa đến một nan đề khác là khiến con cái ganh tị với nhau. Để tránh tinh thần ganh tị và chia rẽ giữa con cái vì không được cha mẹ yêu thương đồng đều, là cha mẹ, chúng ta cần thương yêu các con trong gia đình bằng nhau và như nhau. Cách áp dụng kỷ luật có thể khác nhau vì các em có những tính tình khác nhau, nhưng chúng ta cần yêu thương tất cả các con bằng nhau và quan tâm đến từng đứa con như nhau. Thứ hai, để tránh tạo trong con cái lòng lo lắng vì sợ mất tình thương của cha mẹ và lúc nào cũng phải hết sức cố gắng làm mọi điều để chinh phục tình yêu của cha mẹ, chúng ta cần yêu thương con với tình yêu vô điều kiện. Nghĩa là, dù con có thế nào, cha mẹ cũng vẫn thương. Những câu mà chúng ta cần tránh nói với con là: con vâng lời thì ba má mới thương. Hoặc nếu con làm như vậy, ba má không thương nữa đâu. Chúng ta thương vì con là con của chúng ta, chứ không vì một lý do hay điều kiện nào khác. Lời Chúa dạy chúng ta
hãy yêu như Chúa đã yêu chúng ta. Chúa đã yêu chúng ta với tình yêu vô điều kiện. Ngài yêu khi chúng ta còn là người tội lỗi, không xứng đáng. Chúng ta cũng hãy yêu người khác với tình yêu vô điều kiện. Nhất là những đứa con nhỏ bé, yếu đuối, sống trong sự bảo bọc của chúng ta. Lời Chúa cũng dạy, cha mẹ đừng chọc giận con cái, khiến chúng nản lòng. Khi chúng ta yêu con không đồng đều, yêu với tình yêu có điều kiện, là chúng ta làm cho con cái buồn giận và nản lòng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Dạy con, bài 1/2 xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Dạy con bài 2 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện gia đình qua loạt bài Dạy con của soạn giả Minh Nguyên do Tiểu Anh phụ trách. Trong câu chuyện phúc âm tuần này, chúng tôi nhân câu chuyện 12 thám tử được Môi-se sai vào do thám đất Canaan là đất đượm sữa và mật. Chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả đón nghe đề tài Bông trái của môi miếng, lời Chúa được chúng tôi trình bày tại Hội Thánh Tin Lành Ân Điển vào các chiều Chủ nhật lúc 3:30. Sau đây trân trọng kính mời quý vị cùng đón nghe. Tôi và quý bà chị ai cũng có thể làm cho mình được phước và làm cho người khác được phước, đó là lời nói của mình. Dân số ký đoạn 13, tôi xin phép đọc từ đây, chúng ta cùng theo dõi. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy sai người đi do thám đất Canaan mà ta đã ban cho dân Israel, mỗi bộ tộc phải gửi một người là một trong những số người lãnh đạo của họ. Như vậy Môi-se đi từ hoang mạc Pha-ran, sai họ ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Tất cả đều là những thủ lĩnh của dân Israel. Khi sai người đi do thám đất Canaan, Môi-se dặn rằng hãy đi lên Negev vào miền đồi núi và xem vùng đất ấy ra sao. Người đó mạnh hay là yếu, ít hay là nhiều, xứ sở của dân đó tốt hay là xấu, các thành dân đó ở như thế nào, có vách thành kiên cố hay là chỉ là những trại quân không có tường vách, đất đai màu mỡ hay là cằn cỗi, có cây cối hay là không. Hãy can đảm và mang về một ít trái cây của xứ đó. Bây giờ là đầu mùa nho. Vậy những người đó đi lên do thám từ hoang mạc Sin cho đến Rehob gần Hamat. Họ đi đến Negev, đến thành Hebron là nơi có Ahiman, Serai và Thanmai, con cháu của Anat. Thành Hebron xây trước thành Soan của Ai Cập 7 năm. Họ đến khe Hebron, tại đó cắt một cành nho có vỏn vẹn một chùm nho mà phải hai người dùng đòn mới khiêng nổi. Họ cũng mang về những trái lựu và trái vả. Người ta gọi chỗ này là Khe Ekon vì có chùm nho mà dân Sên đã cắt tại đó. Họ đi do thám xứ trong 40 ngày và trở về. Những người đi do thám đến với Môi-se, A-rôn và cả hội chúng Israel trong hoang mạc Pha-ran tại Ca-đê và thuật lại mọi điều hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ ấy. Các người ấy thuật lại cho Môi-se rằng chúng tôi đi đến vùng đất mà các ông đã sai chúng tôi đi. Quả đó là một vùng đất đượm sữa và mật. Đây là hoa quả của nó. Nhưng dân ở trong xứ này khỏe mạnh, thành trì thì vững chắc và rộng lớn. Chúng tôi cũng có thấy con cháu Anak ở đó, dân Amalek ở Negev, dân Hethit, dân Jebusit và dân Amorit ở vùng đồi núi, dân Canaan ở gần biển và dọc theo mé sông Giô-đan. Lúc ấy Caleb làm cho dân chúng đang cằn nhằn với Môi-se phải im lặng khi ông nói chúng ta hãy đi lên và chiếm lấy xứ đi vì chúng ta có thể thắng được. Nhưng các người đi với Caleb thì nói rằng chúng ta không thể đi lên chống cự nổi dân này vì chúng mạnh hơn chúng ta. Họ phúc trình cho dân Israel về vùng đất đã do thám một cách bất lợi khi họ nói rằng vùng đất mà chúng tôi đã do thám là một vùng đất ăn nuốt dân mình. Tất cả những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là những người cao lớn. Chúng tôi đã thấy những người cao lớn ấy, tức là con cháu của Anak, giống như dân khổng lồ ở đó. Chúng tôi thấy mình như con cào cào, chúng thấy chúng tôi cũng vậy. Cả hội chúng cất tiếng la lớn, dân chúng khóc than trong đêm đó.
Tất cả dân Israel phàn nàn với Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói với hai ông rằng, phải chi chúng tôi phải chết trong đất Ai Cập hay chết trong quan mạc này cho rồi? Tại sao Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào đất này để ngã chết bởi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ bị giặc bắt đi, chúng tôi sẽ quay lại Ai Cập không tốt hơn sao? Rồi họ nói với nhau rằng, chúng ta hãy lập một người lãnh đạo để trở về Ai Cập. Dân số ký đoạn 13 câu 1 đến câu 3, câu 17 đến câu 33 và đoạn 14 từ câu 1 cho đến câu 4. Vừa qua chúng tôi đọc được một cái tài liệu ở trên mạng, họ nói như thế này. Thống kê từ một nghiên cứu của hơn 150.000 người sinh sống trên 142 quốc gia trên toàn thế giới đã nói rằng lạc quan không chỉ khiến cho bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn mà nó thực sự giúp cho bạn khỏe mạnh hơn. Hơn bao giờ hết chúng ta thấy là bên cạnh những cái tin tức rất là tiêu cực bi quan thì chúng ta cũng thấy đầy dẫy những lời khuyên rằng hãy sống lạc quan, hãy nói những cái lời lạc quan, hãy nhìn vào cuộc đời một cách tích cực hơn. Nhưng mà dường như là chúng ta thấy chào thua trước những cái lời khuyên rất là tốt như vậy. Nói việc này, tôi nhớ đến câu chuyện của một số người đông lắm theo Chúa, trở nên thậm chí trở nên môn đồ của Chúa. Họ theo Chúa và họ muốn nghe những danh ngôn của Chúa nói, họ muốn nghe những cái lời hay, ý đẹp mà của Chúa nói. Cũng giống như chúng ta đang sưu tầm những danh nhân trên thế giới để lại chúng ta những cái danh ngôn rất là hay để chúng ta noi theo đó chúng ta sống. Nhưng mà chúng ta chào thua bởi vì những lời như lời khuyên quá hay mà chúng ta không thực hiện được. Các môn đệ ngày xưa cũng vậy, theo Chúa nói những lời quá hay mà họ không thực hiện được. Họ bỏ, họ đi lui hết. Kinh Thánh nói rằng từ lúc ấy có nhiều môn đồ thối lui không theo ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu nói với 12 môn đồ rằng còn các ngươi cũng muốn thối lui chăng? Simon Phi-e-rơ đáp, thưa Chúa, chúng tôi sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Rất là nhiều người khuyên chúng ta nói những lời tốt đẹp, khuyên chúng ta sống lạc quan, khuyên chúng ta suy nghĩ tích cực để cuộc sống tốt hơn về chẳng những về thể xác lẫn về vấn đề tinh thần. Nhưng mà chúng ta chào thua, không thực hiện được. Vì sao vậy? Bởi vì không có đủ sự sống để làm những lời đó. Hay là chính những lời đó người ta nói như vậy, nhưng mà lời đó không có sự sống để làm cho chúng ta có thể có kết quả. Vì sao? Bởi vì tác giả của những lời đó họ nói xong họ chết. Nhiều tôn giáo, nhiều giáo chủ, nhiều triết gia trên thế giới để lại những lời vàng, ý ngọc, nhưng cuối cùng họ chết. Cho nên những lời của họ nói là những lời của người chết. Chỉ có Chúa Giê-xu là lời sự sống. Vì sao? Bởi vì Chúa sống cho nên những lời của Chúa nói vẫn còn. Chúng ta có lý do để chúng ta nói rằng chúng ta con cái của Chúa. Chẳng những chúng ta nói những lời nhân hộ, chúng ta nói những lời trung thực, nhưng mà chúng ta có thể nói được lời có sự sống. Vì sao? Bởi vì chúng ta có Chúa là đấng sống. Đó là lý do mà chúng ta có thể nói được những lời sự sống, là những lời mà đem lại chúng ta sự no đủ phước hạnh. Bởi vì đấng nói cái lời đó còn chịu trách nhiệm để chúng ta lặp lại lời đó và chính đấng đó xác tín lời đó trong đời sống của chúng ta. Thật ra thì vài tháng nay tôi rất là suy nghĩ và thậm chí nhiều khi chúng tôi cũng cảm thấy cũng băn khoăn. Cái điều băn khoăn của tôi đó là chúng ta gặp nhau tại đây rồi chúng ta đi về. Từ thứ hai cho đến thứ bảy, 6 ngày trong một tuần. Quý vị phải đi ra ngoài đời, đi vào văn phòng, đi vào trong hãng xưởng, đi vào trong cái business quý vị, đi vào trong nơi quý vị, vào trong học đường. Các em sống giữa thế gian này 6 ngày trong một tuần, và chúng ta chỉ có một ngày ở đây, mà thậm chí chỉ có 1.5 tiếng đồng hồ ở đây mà thôi. Trời sinh chúng ta có 2 lỗ tai, nhưng mà chỉ một cái miệng. Có nghĩa là chúng ta nghe đây là những điều chúng ta thâu nhận, và đây là cái điều mà chúng ta nói lại những điều chúng ta thâu nhận. Cho nên đến một lúc nào đó chúng ta không ngờ chúng ta lại nói những cái lời rất là tiêu cực. Và tôi nghĩ bây giờ lại Chúa con làm gì? Con chỉ gặp ông bà anh chị em chúng con đây con tuần lễ có chừng 1 tiếng đồng hồ thôi. Con làm sao để con cung bình lại? Để những gì mà họ suy nghĩ, những gì mà họ nói ra, 12 việc họ nói, thì làm sao để nó bớt cái việc tiêu cực lại, bớt những cái việc bi quan lại, để họ nói những lời lạc quan hầu cho họ được phước và người nghe cũng được phước. Cho nên khi tôi suy nghĩ điều này thì tôi thấy rằng là nếu trong 6 ngày mà chúng ta đi ra ngoài để chúng ta sống với thế gian, họ nói đủ thứ điều, tức là những điều nó không có sự sống,
Mà nếu chúng ta lợi dụng 6 ngày vừa qua, 6 ngày chúng ta sống trong tuần, mà chúng ta để thì giờ để chúng ta đọc lời Chúa là lời có sự sống. Như vậy mỗi ngày chúng ta vừa chuẩn bị cho lời sự sống, để chúng ta ra ngoài chúng ta nghe những lời không có sự sống, thì ít nhất là nó cũng có thể nó bảo hòa với nhau được một ít. Như vậy chúng ta nói nếu người nào có lời Chúa mỗi ngày, thì như vậy 6 ngày nó còn có 3 ngày thôi. Tức là 3 ngày chúng ta có lời Chúa. Và hai lỗ tai chúng ta, nếu chúng ta để lời Chúa thì chúng ta thấy một lỗ tai chúng ta phải nghe chuyện thế gian, chuyện của tiêu cực, chuyện của bi quan, và một lỗ tai chúng ta nghe lời sự sống. Như vậy chúng ta còn một lỗ tai để nghe. Như vậy chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta đọc lời Chúa mỗi ngày và chúng ta nghe lời Chúa mỗi ngày, thì như vậy trong một tuần lễ chúng ta nói khoảng 3 điều tiêu cực thôi. Hỡi dân sự của Đức Chúa Trời, khá suy nghĩ. Nếu chúng ta không có lời Chúa, nếu chúng ta không có nghe lời Chúa trong cả một tuần lễ, không có gì là ngẫu nhiên, không có gì mà chúng ta ngạc nhiên khi chúng ta nói ra những lời không phước. Chúng ta không được phước mà làm cho người nghe cũng không được phước. Bởi vì lời Chúa nói rằng bởi sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. 12 người chia làm hai group. Một cái group có 2 người thôi, tức là rất là thiểu số. Một group khác là 10 người được sai đi với cùng một sứ mạng, đi nhìn một bức tranh, tức là đi vào trong một cái vùng đất đó, thấy một cảnh, thấy một câu chuyện giống nhau cả. Nhưng hai nhóm người trở về tường thuật hoàn toàn khác nhau. Và tôi thấy rằng lời của Chúa đã cho chúng ta thấy rằng là hai nhóm người này đại diện cho hai cái nhìn trong chúng ta. Một cái nhìn giống như của Jose Calet, đó là cái nhìn thuộc linh. Và một cái nhìn khác của 10 thám tử, đó là một cái nhìn của con người cũ của chúng ta. Con người mà Chúa chưa cho chúng ta thấy những cái điều mà chúng ta cần thấy, giống như chúng ta không thấy như vậy. Môi-se bảo vào đông đó thì sẽ có cái mạnh và cái yếu, có cái ít và cái nhiều, có cái tốt và cái xấu, dân ở đó như thế nào, rồi màu mỡ là càng cỗi. Tức là một đất nước mà có cái mạnh cũng có cái yếu, có cái ít cũng có cái nhiều, có cái tốt cũng có cái xấu. Và một thể đó, thưa quý bà chị em, Chúa cho chúng ta tin nhận Chúa và Chúa bảo chúng ta nhìn lại cuộc sống đi. Con sẽ thấy là có cái tốt và có cái xấu, có cái phước và có cái quả, có cái được mà có cái không. Nhưng mà vấn đề là con nhìn vào cái gì? Có người thì nhìn vào không thấy, 10 người thì nhìn vào không thấy mạnh, thấy yếu không ạ? 10 người đó họ nhìn vào họ thấy là ít mà không thấy nhiều. Họ thấy xấu mà không thấy tốt. Cho nên đó là lý do mà họ về, họ nghĩ sao trong lòng và họ nói ra như vậy. Họ thấy đượm sữa và mật. 12 người thấy đất nước đượm sữa và mật. Tuy nhiên Kinh Thánh nói rằng đó quả là một vùng đất đượm sữa và mật, đây là hoa quả của nó. Nhưng cái chữ nhưng này nó thay đổi hoàn toàn vấn đề. Cũng giống như một người nói là tôi muốn đi nhà thờ, nhưng tôi muốn hầu vị Chúa, nhưng tôi muốn sống trung tín, nhưng tức là sau đó là có vấn đề, tức là tôi không làm. 10 thám tử, tôi thấy đượm sữa và mật, nhưng tôi thấy tôi là cạo cạo. Dân kia nó rất là cao lớn, cho nên không có đấm được, không có vào được đâu. Và thưa quý ông bà cho em một lời nói tưởng đâu là không có gì, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng á, là nói như vậy xong rồi á, làm cho cả dân sự lúc đó là đông lắm, cả 2 triệu người than khóc cả đêm. Và tôi suy nghĩ việc này, hồi xưa đâu có microphone gì đâu, đâu có internet, đâu có linh mạng, đâu có bỏ Facebook, bấm một cái ra hết đâu. Tức là ông nói khoảng chừng 10 người nghe thôi. Ông nói là hey, tôi nói cho quý vị nghe, đừng có nói lại cho ai biết nha, là đất nước nó đượm sữa và mật, ngon là nó như thế này nè, nhưng mình giống như cọc cà, nó bự lắm á. Rồi cái nó bự cỡ nào, cỡ này, mình cỡ này, nó cỡ này nè. Rồi cái bà kia bấm nghe, ủa vậy sao, tôi về nói chị. Mười ông nói là mình cỡ này, còn nó cỡ này. Rồi cái bà kia về, tôi nói gì thì cũng nói nha, mình cỡ này, nó cỡ này nè. Cả dân sự tối đó người ta đồn ra, người này thêm chút, người kia thêm chút, thêm chút. Rồi tới chừng mà cái người cuối cùng chắc cái dân A Nát đó nó cao có 15 thước. Rồi thấy mình như cào cào. Cho nên dân sự than khóc là phải. Cho nên khổ cho một người nói tiêu cực, mà khổ cho một cái người đồ lại cái chuyện tiêu cực đó, nó làm tiêu cực gấp 3 lần.
người đó đã không được phước. Bởi vì khi những người này nói, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời nổi giận và Ngài không bao giờ Ngài cho những người đó, và cả một cái những người nào mà nói như vậy, họ phải chết ngoài đồng vắng suốt 40 năm đi không kết quả gì cả. Mấy người đều phải chết hết. Chỉ có Caleb và Joshua được vào trong mà thôi. Lúc ấy Caleb làm cho dân chúng đang cằn nhằn với Môi-se phải im lặng khi ông nói rằng chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta có thể thắng được. Chỉ có hai người nói thôi. Chúng ta thấy tại đây, chưa chắc dư luận hay là số đông đúng. Nếu chúng ta không có lời Chúa, chỉ có hai người mà địch lại 10 người, 10 người thì nói là không được, mà 2 người thì nói được. Cho nên đôi khi thưa quý bạn cho em, những điều chúng ta nói, đôi khi số đông người ta nói khác, chúng ta nói khác, chưa chắc số đông đúng. Nếu chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy rằng ô, tôi nói như vậy mà số đông hơn. 10 người thì nó không được, mà chỉ có 2 người này nó được. Tại làm sao như vậy? Không phải là họ tưởng tượng, nhưng mà bởi vì họ có lời Đức Chúa Trời, họ biết lời Đức Chúa Trời hứa rằng ta sẽ ban xứ đượm sữa và mật cho các ngươi. Họ nắm lấy lời đó và họ nói những lời như vậy. Chỉ có khi nào chúng ta nói những cái lời của đức tin và những lời của lời Chúa mới làm im lặng những lời của tiêu cực. Kính thưa quý bạn xem, tiêu cực khắp nơi khắp chốn, thậm chí nó len lỏi vào trong nhà thờ. Người này nói qua người kia, thêm chút. Người kia nói lại cho người này, thêm chút. Và cái sự tiêu cực nó bao phủ chúng ta, rồi chúng ta than khóc về những điều chúng ta nghe về tiêu cực đó. Chỉ có lời Đức Chúa Trời mới làm cho những cái lời tiêu cực nó im lặng mà thôi. Ông Giô-sê và ông Ca-lép sở dĩ mà ông nói là hãy chiếm đi lên và chiếm xứ đi, chúng ta có thể thắng được, bởi vì ông nắm được lời của Đức Chúa Trời. Và ông biết chắc những lời ông nói là lời của sự sống, bởi vì Đấng Thánh nói như vậy. Ông nói những lời này làm cho người ta phải yên lặng. Tôi thấy rằng chúng ta người Việt đương nhiên rất là giỏi tiếng Việt. Không, người Việt mà không giỏi tiếng Việt mà để cho người Anh mà giỏi tiếng Việt, chúng ta lấy làm xấu hổ lắm à. Bây giờ có xô người Việt ngã, người Việt sẽ nói tiếng Việt à. Đánh người Việt sẽ la bằng tiếng Việt à. Nhưng mà người Anh thì sẽ nói tiếng Anh. Giận cũng nói tiếng Anh mà vui cũng nói tiếng Anh. Còn cơ đốc nhân á, là giận cũng nói lời Chúa, mà có vui cũng nói lời Chúa, có buồn cũng nói lời Chúa. Đó là cơ đốc nhân thật. Đó là tín đồ thật. Đây là nguyên tắc thành công, nguyên tắc kết quả. Chúa Giê-xu nói, Giăng đoạn 15 câu 7. Nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Đây là nguyên tắc của kết quả. Thứ nhất là ở trong Chúa, và thứ nhì ở trong lời Chúa thì đời sống sẽ kết quả. Đó là lời của sự sống. Đó là kết quả của sự sống. Đó là nguyên tắc của sự sống. Cho nên ai chưa tin Chúa nên tin Chúa đi. Còn ai tin Chúa rồi thì phải có lời Chúa. Cho nên làm sao để chúng ta có thể là đầy dẫy trong lòng chúng ta những sự sống, để chúng ta nói ra những lời sự sống. Chính chúng ta sẽ sống lại những sự hay chết. Chúng ta nhìn cuộc đời lạc quan hơn, nhìn cuộc đời đức tin hơn, nhìn sự kiện có điều tích cực hơn. Đang đón nghe chương trình phát thanh tin lành do Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần. Và chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Cảm ơn trân trọng quý vị đã dành thời giờ đón nghe. Nếu quý vị đang cư ngụ tại thành phố Toronto và phụ cận, kính mời quý vị đến với Hội Thánh Tin Lành Ân Điển, tọa lạc tại số 311 Wilson Heights Boulevard, North York, để cùng thờ phượng Thiên Chúa và thông công với chúng tôi vào các chiều Chủ nhật lúc 3 giờ. Để biết thêm chi tiết, xin gọi điện thoại cho chúng tôi ở số 416-827-6251. Trân trọng kính chào tạm biệt.